Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nga hạn chế xuất khẩu uranium khiến Mỹ lâm vào khủng hoảng. Thiếu Mỹ, EU có thể lấp đầy khoảng trống cho Ukraine. Nới lỏng hạn chế tên lửa tầm xa, Ukraine tạo ra cú sốc quân sự lớn cho Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. vừa qua, Nga tuyên bố đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc xuất khẩu uranium làm giàu sang Mỹ. Quốc gia năm ngoái nhập khẩu một phần lượng uranium làm giàu của Nga để phục vụ nhà máy điện hạt nhân nội địa. Các nhà điều hành nhà máy hạt nhân của Mỹ phụ thuộc vào Nga để đáp ứng hơn một phần nguồn cung uranium. Các nguồn tin trong ngành nhấn mạnh với Telegraph rằng tác động từ lệnh cầm xuất khẩu của Nga sẽ chưa thể cảm nhận ngay được vì các đơn hàng được đặt trước khá lâu. Tuy nhiên, động thái mới có khả năng gây ra sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng uranium toàn cầu vốn tương đối mong manh. Nga là nhà sản xuất uranium lớn thứ sáu thế giới và kiểm soát khoảng 44% năng lực làm giàu uranium toàn cầu. Năm 2023, Mỹ và Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước nhập khẩu uranium của Nga. Tiếp theo là Hàn Quốc và Pháp. Nga chiếm 27% lượng uranium làm giàu cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân thương mại của Mỹ năm ngoái. Telegraph nhận định, đó là lý do Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc doanh Rosatom của Nga tránh được các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Ukraine trong một thời gian dài. Nhờ đó, Nga vẫn thu được khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ việc xuất khẩu uranium, bao gồm 905 triệu đô la Mỹ từ hoạt động xuất khẩu sang Mỹ. Vào tháng 5, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua một dự luật yêu cầu ngừng nhập khẩu uranium từ Nga bắt đầu từ tháng 8. Tuy nhiên, dự luật này cho phép các công ty hạ tầng công cộng của Mỹ tiếp tục nhập khẩu uranium Nga cho đến năm 2027 để tránh thiếu hụt nguồn cung. Công ty tư vấn Ocean World thông báo rằng Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với lệnh cấm nhập khẩu uranium từ Nga ít nhất trong một năm. Giám đốc Quỹ Phát triển Năng lượng Nga Andrei Lipsostoy cho biết, mục tiêu chính trị là không bán các nguồn tài nguyên quan trọng về mặt chiến lược cho các quốc gia không thân thiện, bao gồm cả Mỹ. Mục tiêu kinh tế là tiết kiệm nhiều hơn các nguồn tài nguyên có giá trị cho những quốc gia sẵn sàng hợp tác với Nga. Ông cũng gợi ý rằng Nga có thể chuyển hướng xuất khẩu uranium sang các quốc gia như Ấn Độ, Iran và Trung Quốc, nơi Rosatom đang xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới. Tuy nhiên, mức độ thực chất của lời cảnh báo này vẫn chưa rõ. Nick Lawson, đồng sáng lập Ocean cho biết, mối quan hệ gần gũi hơn giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể không đủ để hàn gắn mọi thứ. Ông Lawson nói, bạn có giai đoạn gián đoạn bất ổn này, ngay cả khi ông Donald Trump lên tiếng và nói rằng chúng ta lại là bạn thân với người Nga, thì chuỗi nhiên liệu hạt nhân vẫn rất mong manh và đã bị phá vỡ tại hai điểm OF-6 và EUP. Ông Nick Lawson cho biết, nguồn cung uranium hexafluoride UF6 và sản phẩm uranium được làm giàu EUP hiện rất hạn chế so với nhu cầu toàn cầu trong tương lai. Mặc dù Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Pháp đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất nhiên liệu hạt nhân vào tháng 12 năm 2023, tiến độ tăng công suất làm giàu uranium vẫn chậm. Tại Mỹ, một cơ sở duy nhất do Uranco điều hành cung cấp khoảng 1 phần 3 nhu cầu uranium được làm giàu và đang mở rộng để tăng 15% công suất. Tuy nhiên, tình trạng phụ thuộc vào Nga đối với nguồn cung uranium quan trọng vẫn là vấn đề lớn với các công ty như Cameco kêu gọi phương Tây có hành động phối hợp để giảm bớt sự phụ thuộc này. Lawson cảnh báo rằng chuỗi cung ứng uranium vẫn rất mong manh và tình hình hiện tại là rất đáng lo ngại. Trong khi đó, phát biểu sau thông tin liên bang Nga sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM tấn công thành phố Dnipro, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Moscow đang biến Ukraine thành bãi thử. Ông Zelensky nói trong một tuyên bố ghi hình đăng trên mạng xã hội X. Đó là một loại tên lửa mới của Nga tốc độ và độ cao của nó cho thấy khả năng của tên lửa đạn đạo liên lục địa. Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Tổng thống Ukraine cũng nhắc nhở rằng Moscow đang tìm cách mua sắm tên lửa mới từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hungary sẽ triển khai hệ thống phòng không và kiểm soát ở vùng đông bắc nước này, giáp với Ukraine. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Kristóf Szalay Boboronitsky thông tin để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, tôi đã ra lệnh lắp đặt hệ thống kiểm soát và phòng không mới mua tại vùng Đông Bắc. Với sự trợ giúp của hệ thống này, chúng tôi có thể cải thiện độ chính xác trong vùng kiểm soát không phận và giảm thời gian phản ứng. Ông Christophe Saleh cho biết thêm, biện pháp này sau khi đưa ra cho Ukraine được phép sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân chiến thuật của Nga. Tuy nhiên, Budapest vẫn tin rằng hòa bình sẽ đạt được thông qua ngoại giao, không phải bằng vũ lực. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng triệu tập Hội đồng quốc phòng của đất này để thảo luận về bản cập nhật học thuyết hạt nhân chiến thuật của Nga sau khi một số quốc gia phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh cập nhật học thuyết hạt nhân chiến thuật, theo đó Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong các tình huống, bao gồm trả đũa về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại Nga hoặc đồng minh của Nga, cuộc tấn công nhằm vào Nga hoặc Belarus bằng cách sử dụng vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền. Tên lửa đạn đạo đã được phóng để tấn công Nga hoặc đồng minh của Nga. Sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại cơ sở và quân nhân Nga nằm ngoài lãnh thổ Nga. Trước đó, tờ New York Times đưa tin chính quyền tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, hành động đảo ngược chính sách đáng kể của Washington trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các nguồn tin cho biết Ukraine có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công sâu đầu tiên trong những ngày tới bằng tên lửa atak có tập bắn lên tới 300 km, nhưng không tiết lộ chi tiết vì lo ngại về an ninh hoạt động. Các quan chức châu Âu hiện đang đối mặt với một thách thức lớn trong việc duy trì sự ủng hộ với Ukraine trong bối cảnh tình hình kinh tế không thuận lợi. Một trong những quốc gia đi đầu cho việc ủng hộ Ukraine là Ba Lan. Quốc gia này đã cam kết mạnh mẽ từ khi cuộc xung đột bắt đầu và tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho Ukraine. Ba Lan đã trở thành quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine, tính theo GDP đóng góp tới 4,91% GDP của mình cho công cuộc chống lại ca. Ba Lan cũng là một trong những quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn Ukraine nhất. Ba Lan không chỉ là quốc gia tiên phong trong việc hỗ trợ Ukraine, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đoạn kết của các quốc gia châu Âu về vấn đề Ukraine. Nước này đã cung cấp tổng cộng 44 gói viện trợ quân sự cho Ukraine, trị giá 4 tỷ euro, và cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thêm viện trợ trong năm nay và thập kỷ tới. Ngoài ra, Bà Lan cũng đã kêu gọi các quốc gia châu Âu chia sẻ gánh nặng an ninh và cam kết rằng các giải pháp hòa bình cho Ukraine phải được xây dựng thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền Kiev. Đồng thời nêu rõ rằng các giải pháp trái với lợi ích của Ukraine sẽ gây tác động tiêu cực tới sự ổn định của nước này. Điều đáng chú ý là Bà Lan sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong nhiệm kỳ này, Bà Lan sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh với các trụ cột chính bao gồm đối ngoại, năng lượng, kinh tế, khí hậu, y tế, lương thực và thông tin. Nước này đang xây dựng một cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết các thách thức cấp bách của châu Âu trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện tại, đặc biệt là việc tìm kiếm quan điểm chung trong việc giải quyết các thách thức an ninh của khu vực. Việc duy trì sự ổn định đối với Ukraine là một phần trong cam kết của Ba Lan đối với các giá trị và quan điểm của EU. Ngay cả khi Mỹ có thể thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, EU đang phải đối mặt với câu hỏi liệu có thể thay thế Mỹ nếu Mỹ rút khỏi vai trò dẫn đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Các quan chức châu Âu thừa nhận rằng khu vực này có thể gặp khó khăn trong việc duy trì viện trợ cho Ukraine nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, vì các quốc gia EU hiện nay đã đối mặt với khó khăn về kinh tế sau đại dịch và xung đột. Một vấn đề lớn mà EU phải đối mặt là công nghiệp quốc phòng của mình. Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu không đủ mạnh để thay thế Mỹ cho việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự ở châu Âu đã giảm mạnh kể từ sau chiến tranh lạnh do các chính phủ giảm chi tiêu quốc phòng trong suốt nhiều năm Điều này đã khiến các quốc gia châu Âu phải tìm đến các nhà cung cấp ngoài khối khi cần mua sắm trang thiết bị quân sự. EU và các quốc gia thành viên đã cam kết viện trợ cho Ukraine tổng cộng 80,3 tỷ đô la Mỹ kể từ sau khi xung đột bắt đầu, trong khi Mỹ đã cam kết hỗ trợ khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn giữa viện trợ của Mỹ và EU là Mỹ đã đóng góp một phần lớn vào hỗ trợ quân sự, 44 tỷ đô la Mỹ, trong khi các quốc gia EU chủ yếu tập trung vào viện trợ nhân đạo và tài chính, nếu Mỹ rút khỏi sự hỗ trợ, EU sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì viện trợ lâu dài cho Ukraine, đặc biệt khi nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với các khó khăn kinh tế nội bộ. Trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài và tình hình kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, EU đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì sự ủng hộ cho Ukraine. Các quốc gia thành viên EU sẽ cần phải đoàn kết và đưa ra quyết định chung để đảm bảo sự hỗ trợ bền vững cho Ukraine, đồng thời phải đối mặt với các tác động từ tình hình chính trị toàn cầu đặc biệt là khi Mỹ có thể thay đổi chính sách dưới thời tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo The Times đưa tin, Hà Lan đóng vai trò chính trong liên minh cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine và huấn luyện phi công. Trong khuôn khổ sáng kiến này, phía Hà Lan dự định chuyển 24 máy bay cho Kiev và cung cấp thêm 18 chiếc khác cho Trung tâm huấn luyện châu Âu tại Rumani. Cập nhật tình hình mới đây nhất, European Pravda cho biết, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo họ đã bàn giao hai máy bay chiến đấu F-16 cuối cùng của mình cho trung tâm huấn luyện tại căn cứ không quân Fetesti của Romania. Hoàn thành lời hứa của Hà Lan là chuyển giao 18 máy bay F-16 cho trung tâm huấn luyện phi công Ukraine này. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết thêm, lúc đầu các máy bay chỉ được sử dụng để huấn luyện phi công Romania và bây giờ là cả phi công Ukraine. Trung tâm huấn luyện F-16 tại Fetesti đã mở cửa vào tháng 11 năm 2023 như một phần trong nỗ lực của các đồng minh nhằm huấn luyện phi công Ukraine trên các máy bay chiến đấu phương Tây. Theo thỏa thuận hợp tác, Bộ Quốc phòng Romania cung cấp căn cứ không quân cho các cuộc tập trận, Hà Lan cung cấp máy bay F-16 và Lockheed Martin cung cấp hướng dẫn viên và dịch vụ. Vào tháng 9, nhóm phi công Ukraine đầu tiên đã bắt đầu làm chủ F-16 tại trung tâm. F-16 là cam kết viện trợ quan trọng nhất từ những nước ủng hộ phương Tây dành cho Kiev, được Mỹ bật đèn xanh vào tháng 8 năm 2023. Đối với lực lượng không quân mệt mỏi và chịu tổn thất nặng nề của Ukraine, các máy bay phản lực, kể cả với số lượng nhỏ, vẫn mang lại lợi ích cho lực lượng Nga vượt trội và đông đảo hơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định F-16 không phải là yếu tố thay đổi tình hình trong xung đột, đặc biệt là khi Ukraine đang vận hành tương đối ít máy bay này. Theo đó, ông David Jordan, chủ nhiệm Viện Hàng không và Không gian Freeman tại Đại học King College London của Anh nhận định số lượng nhỏ máy bay sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn ngay lập tức, ngay cả khi mang theo một loạt vũ khí dẫn đường, do đó chúng phải được sử dụng một cách thận trọng. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ, dù chiến tích trong xung đột còn khiêm tốn, nhưng những chiếc F-16 rất hữu ích cho các hoạt động của quân đội Ukraine, đặc biệt là phòng không. Ông Jordan cho rằng Ukraine nên sử dụng số ít máy bay F-16 của mình để phòng không, giải quyết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa, trong khi chờ đợi các đợt giao hàng tiếp theo. Đồng thời để phi công Ukraine làm quen với máy bay phản lực thế hệ thứ tư này. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, quyết định mới đây của Mỹ và đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do họ cung cấp, như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS hay Storm Shadow sẽ có tác động đáng kể trên chiến trường. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của Ukraine mà còn tác động mạnh mẽ đến chiến lược quân sự của Nga. Đầu tiên, tác động về quân sự với Nga. Quyết định của Mỹ có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong chiến lược quân sự của Nga. Việc triển khai những tên lửa này sẽ buộc Moscow phải điều chỉnh vị trí triển khai lực lượng của mình. Theo tờ Wall quân đội Nga sẽ phải di chuyển vị trí triển khai lực lượng ra xa tiền tuyến hơn, làm giảm khả năng tiếp cận và phản ứng nhanh của họ. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lực lượng Nga có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACS hoặc Storm Shadow. Trước các mối đe dọa trên, Điện Kremlin sẽ nhận thấy tầm quan trọng của việc bố trí các tên lửa đánh chặn để bảo vệ các địa điểm chiến lược của mình. Nhưng hệ thống phòng không của Điện Kremlin sẽ phải chịu áp lực rất lớn vì phải bảo vệ Moscow, Saint Petersburg và các khu vực quan trọng khác khỏi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraina. Tuy nhiên, ông Sam Cranney Evans, chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Russia, có trụ sở tại London cho biết việc cấp phép sử dụng tên lửa tầm xa cho Ukraine là quá muộn vì Nga đã di chuyển hầu hết máy bay của mình ra khỏi tầm bắn của Atacms, MS. Tác động có thể chỉ là tạm thời. Riêng đối với Ukraine, việc được phép sử dụng tên lửa Atak MS hay Storm Shadow tầm xa mang lại một số cơ hội chiến lược. Theo AP, các nhà lãnh đạo Ukraine đã vận động để phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa hơn nhằm thay đổi cán cân sức mạnh trong một cuộc chiến mà Nga có nhiều nguồn lực hơn, đồng thời tấn công chính xác vào các căn cứ không quân, kho tiếp tế và trung tâm thông tin liên lạc cách biên giới hàng trăm km. Như vậy, việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công các mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Nga không chỉ giúp làm suy yếu sức mạnh không quân của Nga, mà còn làm suy yếu các tuyến tiếp tế mà Moscow cần để tiến hành các cuộc không kích hàng ngày vào Ukraine, cũng như duy trì cuộc tấn công quân sự trên bộ. Ngoài ra, nếu được sử dụng ở cơ các loại vũ khí này có thể khiến quân đội Nga gặp khó khăn hơn trong phản công và làm phức tạp thêm các kế hoạch tác chiến. Tuy nhiên, Ukraine cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc triển khai hiệu quả loại vũ khí này. Theo tờ The Guardian của Anh, Mặc dù Atak MS sẽ cung cấp khả năng tấn công sâu hơn, nhưng việc quân đội Ukraine thiếu hụt nhân sự được đào tạo có thể hạn chế khả năng khai thác tối đa tiềm năng của Atak MS. Trong khi tờ The Guardian nhấn mạnh rằng Atak MS hay Storm Shadow không phải là cây đũa thần giải quyết mọi vấn đề cho Ukraine, tác động thực sự của việc sử dụng Atak MS sẽ phụ thuộc vào cách thức mà Ukraine triển khai chiến lược của mình và liệu họ có đủ nguồn lực để thực hiện những cuộc tấn công hiệu quả hay không. Như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã phát biểu, tôi không tin rằng một khả năng nào đó sẽ mang tính quyết định và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Đồng thời lưu ý, Ukraine còn có những phương tiện khác để tấn công các mục tiêu tầm xa. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mở rộng với truyền thông Ấn Độ vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã nhận được câu hỏi về lý do xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 1.000 ngày và vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, liệu ông có thể dự đoán khi nào chúng có thể kết thúc hay không? Người phát ngôn Điện Kremlin trả lời, khi kế hoạch quân sự bắt đầu, nó nhằm chống lại Kiev và bây giờ nó đang tiếp diễn là cuộc xung đột giữa Nga và NATO. Đó là lý do tại sao nó kéo dài và sẽ kéo dài. Trong bối cảnh đó, Nga được cho là đã bắt đầu tuyển quân đội từ các khu vực sắp nhập tại miền Nam và Đông Ukraine, khi cuộc xung đột tiêu hào này sắp bước sang năm thứ ba. Theo đó, trang tin độc lập iStory của Nga đăng trên Telegram vừa qua, trích dẫn lời các quan chức thân Moscow từ bốn vùng sắp nhập cho biết, những thanh niên từ các vùng lãnh thổ Ukraine Somask và kiểm soát đã lần đầu nhập ngũ vào quân đội Nga. Ngoài ra, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đã đưa tin về một cuộc meeting được tổ chức tại Simferopol, Crimea để chào mừng việc nhập ngũ của những tân binh từ các vùng Kherson và Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin này. Ngoài Kherson và Zaporizhia, Isoris cho biết Nga cũng đã tuyển tân binh từ Donetsk và Lugansk, hai vùng ở mặt trận Donbass. Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh tổ chức lại cơ cấu quân đội nước này. Xác lệnh được bốn vùng sắp nhập từ Ukraine, Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk vào quân khu phía nam của Nga. Nga cũng sắp nhập các vùng trên vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng đó. Dù vậy, cho đến nay, Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn bốn tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk theo đó, chính quyền Kiev nêu rõ, một trong những điều kiện tiền quyết để nối lại hòa đàm là Nga phải rút hết quân đội khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, khu vùng đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có bán đảo Crimea. Cho tới tháng 9 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh chính thức tăng số lượng nhân sự trong lực lượng vũ trang Nga lên gần 2,4 triệu người, bao gồm 1,5 triệu binh sĩ. Đợt tăng mới nhất này diễn ra sau một xác lệnh tương tự vào tháng 12 năm 2023 khi Tổng thống Putin yêu cầu tăng số lượng nhân sự trong quân đội Nga lên tới 2,2 triệu người, bao gồm 1,3 triệu binh sĩ. Các chuyên gia cảnh báo trên BBC, mặt trận phía đông của Ukraine có thể không chịu được áp lực gia tăng từ quân đội Nga. Cuộc tấn công của Nga tập trung vào hai khu vực chính, Kupiansk ở Kharkiv và Kurakhovo ở Donbass. Từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 1.000 km vuông cho thấy tốc độ tấn công đang gia tăng nhanh chóng. Tiến sĩ Marina Miron của King College London cho biết, nếu Nga duy trì cường độ tấn công hiện tại, mặt trận Ukraine có thể sẽ sụp đổ. Quân đội Ukraine ở Kurakhovo đang tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Nam và phía Đông, nhưng tình hình đã trở nên khẩn cấp. Các chuyên gia chỉ ra những thất bại của Ukraine trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Mặc dù đã được những thành công ban đầu, nhưng hoạt động ở Kursk đã khiến Ukraine hao hụt quân dự bị và suy yếu ở các vị trí ở Donbass. Tiến sĩ Maron tin rằng đây là một sai lầm chiến lược vì quân đội Nga không chỉ giữ vững vị trí của họ mà còn đạt được những thành công đáng kể ở các khu vực trọng điểm. Trong bối cảnh này, Nga đang ở vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn, chung với thời điểm nhóm chính sách đối ngoại mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị lên nắm quyền. Mặt khác, kể từ khi kiểm soát lại thành phố Vuleda hồi tháng 10, Nga đang tập trung nguồn lực vào Kurakhov. Lực lượng Ukraine bảo vệ thành phố cho đến nay đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở phía Nam và phía Đông. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn cản Moscow đe dọa bao vệ các lực lượng này từ hai hướng còn lại. Đại tá Igeni cựu giám đốc truyền thông chiến lược của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Nga bố trí bộ hàm khỏe xung quanh hai bên xương thành phố để từ từ phá vỡ hệ thống phòng thủ cho đến khi chúng hoàn toàn sụp đổ. Bất chấp những tiến triển của Nga, một số chuyên gia đã lưu ý rằng tốc độ thực tế của cuộc tấn công vẫn còn chậm. Ông David Hanneman, một nhà phân tích quân sự cho rằng, quân đội Ukraine ở phía đông đang rút lui chậm rãi để bảo toàn nhân lực và các tài nguyên quốc phòng khác trước Nga. Hiện nay, tinh thần xa sút và tình trạng đầu ngũ cũng như trốn nghĩa vụ quân sự hiện là những vấn đề đáng kể đối với Ukraine. Những yếu tố này đang làm trầm trọng thêm các vấn đề tuyển quân vốn đã nghiêm trọng, khiến việc cung cấp nhân lực mới cho tuyến đầu trở nên khó khăn. Cựu phi công quân sự Tumanov, người điều hành kênh Telegram nổi tiếng Fighter Bomber vừa qua cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tỉnh Kursk của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp. Theo ông, 6 máy bay Su-24 đã tham gia vào cuộc tấn công, phóng cùng lúc 12 tên lửa. Song song với đó, ông Tumanov lưu ý rằng, việc Ukraine sử dụng đồng bộ một số phương tiện phóng để phóng số lượng lớn tên lửa như vậy cho thấy chiến thuật đã được ghép cài nhắc kỹ lưỡng. Trước đó, Bloomberg dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên cho biết, Ukraine đã phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh vào lãnh thổ Nga lần đầu tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov từ chối bình luận về vụ việc. Sukhoi Su-24 là một máy bay cường kích, ném bom của Liên Xô ra đời vào giữa những năm 1970. Nó có thể bay trong mọi loại hình thời tiết, có hai chỗ, hai động cơ và là chiếc máy bay Liên Xô đầu tiên được trang bị hệ thống tích hợp số dẫn đường, tấn công. Tới năm 2010, nó dần bị thay thế cho không quân Nga bởi loại Su-34 tiên tiến hơn, nhưng vẫn hoạt động tích cực cho không quân nhiều quốc gia trên thế giới. Do được thiết kế là máy bay cường kích nên khả năng không chiến của Su-24 là tương đối yếu. Nó thường được máy bay tiêm kích bay kèm để hộ tống. Trong trường hợp không có tiêm kích hộ tống, Su-24 có thể mang theo hai hoặc 4 tên lửa dẫn đường hồng ngoại tầm ngắn R-60 hay AA-8 để tự vệ. Tuy nhiên, do tầm bắn của AA-8 khá ngắn nên Su-24 được khuyến cáo chỉ nên giao chiến với máy bay vận tải, cường kích hoặc trực thăng. Trong khi đó, Storm Shadow là tên lửa hành trình do Anh và Pháp cùng phát triển Cả hai quốc gia này đều cung cấp cho Ukraine tên lửa trên, trong đó Anh là nước đầu tiên chuyển giao cho Kiev tên lửa hành trình vào tháng 5 năm 2023. Tên lửa Storm Shadow được Bộ Quốc phòng Anh cung cấp cho Ukraine có tầm bắn khoảng 300 km và có thể thoát khỏi sự phát hiện của các hệ thống phòng không bằng cách bài thấp. Tầm hoạt động lớn của chúng gấp hơn 3 lần tên lửa HIMARS, cho phép Ukraine tiến hành các tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Hệ thống học ngoại cho phép tên lửa tìm kiếm và nhận dạng mục tiêu cả Ukraine và Anh được cho rằng các tên lửa Storm Shadow đã tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao và gần như không có sai sót. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga thì cho rằng khả năng của tên lửa này đã bị nói quá. Ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 mới đây được nhà nghiên cứu thông tin tình báo từ các nguồn mở OC người Mỹ Anderson chia sẻ trên tài khoản X cho thấy mật độ tàu tại quân cảng Novorossiysk của Nga giảm đáng kể. Điều này cho thấy phần lớn hạm đội biển đen đã rời khỏi đây. Ông Anderson suy đoán, động thái này có thể là một phần của Snapback. Thuật ngữ Hải quân Nga dùng để chỉ cuộc tập trận triển khai nhanh hoặc là một cuộc phân tán để đề phòng khả năng sắp xảy ra một cuộc tấn công tên lửa. Cho dù là một phần của các cuộc diễn tập thường lệ hay là phản ứng trước nguy cơ với các cuộc tấn công chính xác tầm xa của Ukraine, thì nó cũng cho thấy lực lượng Hải quân Nga tại Biển Đen dễ rơi vào tình huống rủi ro. Việc rơi khỏi Novorossiysk cũng đặt ra câu hỏi về ý định hoạt động của hạm đội Biển Đen và tính toán chiến lược rộng hơn của Điện Kremlin khi phải đối mặt với khả năng tấn công ngày càng tinh vi của Ukraine. Hạm đội Biển Đen của Nga đã xem xét các chiến lược tái triển khai để giảm thiểu nguy cơ tấn công từ tên lửa tầm xa của Ukraine như Storm Shadow và Attack MS. Một lựa chọn là di chuyển gần bờ biển Crimea để được bảo vệ bởi hệ thống phòng không S-400 và Panzer S-1, đồng thời gần các trung tâm hậu cần quan trọng. Các khu vực biệt lập phía đông Biển Đen hoặc gần Novorossiysk và bán đảo Taman cũng được xem xét mặc dù điều này có thể giảm khả năng tham gia vào hoạt động xung quanh Ukraine. Một lựa chọn khác là hoạt động ở vùng biển quốc tế, nhưng điều này có thể làm phức tạp việc duy trì hậu cần. Tuy nhiên, không có chiến lược nào có thể hoàn toàn bảo vệ hạm đội khỏi tấn công chính xác nếu Ukraine tiếp tục mở rộng phạm vi tên lửa. Hạm đội biển đen của Nga sở hữu một loạt tàu chiến đa dạng, bao gồm khinh hạm lớp đồ đốc Grigorovic, tàu chiến chính của hạm đội, được trang bị tên lửa hành trình Kalib, hệ thống phòng không tiên tiến và các cảm biến hiện đại, thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác các hình hạm lớp Krivak, mặc dù kém hiện đại hơn, chủ yếu phục vụ cho tác chiến chống ngầm nhưng vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược hải quân của Nga. Bên cạnh đó, hạm đội còn có các tàu hộ vệ nhỏ hơn, lớp brand được thiết kế cho các hoạt động ở vùng biển hạn chế và cũng trang bị tên lửa Kalib. Đặc biệt, các tàu đổ bộ lớp Robucha và Alligator với khả năng vận chuyển binh sĩ, phương tiện và vật tư đóng vai trò quan trọng trong các kịch bản gia tăng căng thẳng, giúp Nga duy trì sự hiện diện và triển khai lực lượng tại các khu vực trọng yếu. Tàu ngầm là một yếu tố quan trọng khác của hạm đội Biển Đen. Hạm đội này vận hành một số tàu ngầm diesel điện lớp kilo, thường được gọi là hố đen, rất đặc tính tàng hình của chúng. Các tàu này được trang bị ngư lôi và tên lửa Khalip, giúp chúng có khả năng tấn công cả mục tiêu trên đất liền hoặc trên biển trong khi rất khó bị đội phương phát hiện. Nếu mất một phần đáng kể hạm đội Biển Đen trong các cuộc tấn công tên lửa tầm xa chính xác, điều này sẽ sáng một đòn nghiêm trọng vào khả năng thống trị trên biển của Nga trong khu vực. Hậu quả của một kịch bản như vậy sẽ rất nghiêm trọng nếu không có sự hiện diện đầy đủ của hải quân, Nga sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ các tuyến đường tiếp tế tới Crimea và các vùng lãnh thổ nước này đang kiểm soát ở Ukraine. Điều này sẽ cản trở việc cung cấp vũ khí, đạn dược và các nguồn lực quan trọng cho tiền tuyến. Ngoài ra, việc mất nhiều tàu có khả năng phóng tên lửa như Kalib sẽ hạn chế khả năng duy trì các cuộc tấn công tên lửa cường độ cao của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Về mặt chiến lược, việc mất đi một phần đáng kể hàm đội sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh ở Biển Đen theo hướng có lợi hơn cho Ukraine và các đồng minh của Kiev, tạo cơ hội cho Ukraine phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga. Nhà báo Mỹ Jackson Hinkle mới đây đã viết trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Ukraine Zelensky thực tế đang cầu xin Nga san bằng đất nước của mình, đồng thời nhấn mạnh Ukraine nên biết ơn sự bình tĩnh, thận trọng của Nga vào lúc này. Trước đó, Bloomberg dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga Đầu tuần này, Ukraine đã bắn 6 tên lửa đạn đạo Atak MS vào khu vực Bryansk. Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga đã khiến Moscow tin rằng điều đó đồng nghĩa với một đợt căng thẳng mới. Tổng thống Nga Putin trước đó đã tuyên bố rằng các nước đồng minh của Kiev không chỉ đang thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, mà trên thực tế họ đang quyết định xem có nên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không. Ông nói thêm, sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine sẽ thay đổi bản chất của nước này và Nga sẽ buộc phải đưa ra quyết định dựa trên những mối đe dọa được tạo ra theo cách này. Các đồng minh của Tổng thống đắc cử Donald Trump gần đây đã chỉ trích gây gắt quyết định của chính quyền Biden về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga, cáo buộc Tổng thống đương nhiệm có hành động gia tăng căng thẳng nguy hiểm. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng nhiều lần cảnh báo rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc xung đột với Nga nếu Washington cắt viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi sẽ chiến đấu, chúng tôi có thể tự sản xuất vũ khí, nhưng như thế vẫn chưa đủ để chiến thắng và tồn tại. Nếu Mỹ cắt viện trợ, tôi nghĩ Ukraine sẽ thua. Ông Zelensky cho rằng sự đoàn kết giữa Ukraine và Mỹ là quan trọng nhất. Theo ông, tổng thống Đắc cử Donald Trump có thể tác động đến tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến sự, bởi ông ấy mạnh hơn ông Putin rất nhiều. Ông Putin có thể sẵn lòng và chấm dứt cuộc xung đột này, nhưng điều đó còn phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ. Tổng thống Mỹ có sức mạnh, quyền lực và vũ khí, Mỹ cũng mạnh hơn Nga về kinh tế và có tầm ảnh hưởng rất lớn. Với việc Nga giành được nhiều lợi thế trên chiến trường và ngày càng nhiều bên đề cập đến khả năng đàm phán để chấm dứt chiến sự, Ukraine đang cảnh giác trước nguy cơ họ sẽ gặp bất lợi khi thương lượng. Ukraine vừa qua đã phóng 6 quả tên lửa đạn đạo Atacms vào tỉnh Bryansk của Nga, chứ không phải tỉnh Kursk như tuyên truyền rầm rộ từ phía Mỹ. Đây là vụ tập kích đầu tiên của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí hạng nặng chính xác của Mỹ vào đúng thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine bước vào ngày thứ 1000. Theo đó, giới chuyên gia đang đưa ra nhận định, việc tình báo Mỹ thông tin nói rằng Tổng thống Biden chỉ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để đánh vào tỉnh Kursk của Nga là đòn nghi binh của Washington và Kiev nhằm đánh lạc hướng Moscow, gây bất ngờ cho Nga trong việc ứng phó đòn tập kích của đối phương. Đáng chú ý, tên lửa Atak MS do Ukraine phóng đã đánh trúng một kho đạn dược ở Karachev, đúng một ngày sau khi ổ hạt xuất hiện các thông tin trích dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đồng ý cho phép Ukraine sử dụng ATACMS để tấn công mục tiêu bên trong tỉnh Kursk của Nga. Có nhiều giả thuyết xoay quanh vụ việc này, như phía truyền thông bị nhầm lẫn về thông tin hoặc tổng thống Biden thay đổi quyết định vào phút chót. Nhưng một số chuyên gia khác tin rằng đó là kết quả của sự chủ động thực thi mập mờ chiến lược để gây bất ngờ cho Nga, từ đó khiến Nga lúng túng đối phó và chịu thiệt hại lớn. Theo đó, giới chuyên gia cho rằng Ukraine tấn công vào nơi mà Nga ít ngờ tới và do vậy Nga có thể không kịp điều những thiết bị đánh chặn cần thiết để ứng phó với tên lửa đạn đạo Ukraine đánh theo hướng đó. Nhìn chung vẫn còn nhiều điều bí ẩn vì cả Mỹ và Ukraine đều chưa công khai thừa nhận có sự thay đổi chính sách liên quan đến Atak MS. Từ các thông tin trên, chuyên gia George Barros của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington nói với tờ New York Post mới đây có khả năng báo cáo về gỡ rào tấn công chỉ giới hạn vào Kursk là một sự chú ý đánh lạc hướng dư luận. Theo báo Le Figaro của Pháp, ngay sau đèn xanh Mỹ anh và Pháp cũng có động thái tương tự với Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng vũ trang Ukraine hiện có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, không chỉ bằng tên lửa Atak MS của Mỹ, mà còn bằng Scarp và Storm Shadow. Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã luôn cho rằng lực lượng Ukraine không đủ khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Theo nhà lãnh đạo Nga, vấn đề không phải là có cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không, mà vấn đề này sẽ quyết định Liệu các quốc gia NATO có trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột tại Đông Âu hay không? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã công bố kế hoạch bền vững nội bộ trước quốc hội Ukraine. Đây cũng được coi là kế hoạch chiến thắng nhưng không nhắm tới các đối tác quốc tế mà là người dân Ukraine. Thời Key cho biết, hầu hết các điều khoản ông Zelensky trình bày đều tương đối chung chung nhưng mang tính chiến lược với mục tiêu hướng tới tương lai. Kế hoạch được Văn phòng Tổng thống Ukraine xây dựng trước làn sóng dư luận trong nước. Theo tờ Kiev Post, ngoài 10 điểm chính, nó còn bao gồm một số tuyên bố quan trọng. Ukraine sẽ không từ bỏ lãnh thổ trong bất kỳ trường hợp nào. Năm 2025 sẽ là năm bản lề của cuộc xung đột. Quyết định bên nào đối sức hơn và có khả năng dồn ép bên kia. Sẽ không tổ chức bầu cử cho đến khi hòa bình đạt được, nghĩa là không có bầu cử trong thời chiến. Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột, bao gồm cả việc bồi thường thời hậu chiến trong khi đó 10 điểm của kế hoạch giải quyết các ưu tiên của Ukraine trong việc tăng cường khả năng phòng thủ, cho nó nhấn mạnh đoàn kết quốc gia. Giải quyết các vấn đề quân sự, chẳng hạn như việc huy động, binh sĩ và tình trạng đầu ngũ, các quan thanh tra quân sự sẽ được thành lập mặc dù chức năng vẫn chưa rõ ràng. Ông Zelensky nói, Ukraine đã vạch ra các biện pháp khá cụ thể để ổn định tiền tuyến, tiến hành các hoạt động cần thiết trên ở khu vực do Nga kiểm soát và trên lãnh thổ Nga. Hiện tại ở một số khu vực của tiền tuyến, máy bay không người lái đã chiếm ưu thế trong việc phá hủy trang thiết bị của quân đội Nga. FPV và các máy bay không người lái khác trên thực tế đã bù đắp cho tình trạng thiếu hụt pháo binh trong quân đội của chúng ta. Ông Zelensky tuyên bố, năm tới Ukraine sẽ sản xuất ít nhất 30.000 máy bay không người lái tầm xa. Nhiệm vụ là chế tạo ít nhất 3.000 tên lửa hành trình và tên lửa không người lái. Vũ khí của Ukraine là một trong những nền tảng của độc lập Ukraine. Chúng ta cần phải đi trước Nga về công nghệ, Kế hoạch cũng tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, với việc giảm bớt can thiệp của nhà nước và cải cách để tạo mối quan hệ công bằng với khu vực doanh nghiệp. Về năng lượng, Ukraine nhấn mạnh phát triển các hệ thống phi tập trung. An ninh được cải thiện trong các cơ sở giáo dục và nơi trú ẩn, trong khi chính quyền địa phương hỗ trợ các cộng đồng tiền tuyến và người di tản. Ngoài ra, ông Zelensky đề xuất cải cách nhân lực và ngoại giao, công nhận người đã quốc tịch và thành lập Bộ Thống nhất Ukraine. Chủ quyền văn hóa được bảo vệ của các dự án văn hóa quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế kế hoạch cũng chú trọng đến việc hồi nhập và phục hồi chức năng cho cựu chiến binh. Sau khi ông Zelensky công bố kế hoạch bền vững nội bộ mang tính chung chung và không rõ ràng, một số chuyên gia ép đã đặt câu hỏi. Theo Kyiv Post, nhà kinh tế học Oleksandr Horchanov tỏ ra hoài nghi, không phải tất cả các tổng thống Ukraine trong nhiệm kỳ đều hứa những điều này sau. Đây có thực sự là một chính sách mới của nhà nước trong thời chiến không? Tổng thống Zelensky đưa ra tuyên bố trong lúc nhiều bên lo ngại Mỹ có thể gây áp lực buộc Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Reuters vừa tuyên bố quân đội Ukraine nói rằng Nga đã khai hỏa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM tấn công vào Ukraine. Không quân Ukraine nói rằng quân đội Nga đã phóng ICBM từ tỉnh Achakhan, phía nam nước Nga và giáp với biển Caspi. Kiev nêu thêm đây là lần đầu tiên Moscow sử dụng loại vũ khí này kể từ khi xung đột bùng phát đến nay đã hơn 1.000 ngày phía Ukraine cho biết vụ tấn công của Nga nhắm vào doanh nghiệp và hạ tầng quan trọng ở thành phố Donetsk. Hiện chưa nêu chi tiết Nga đã sử dụng loại ICBM nào và gây thiệt hại ra sao. Quân đội Ukraine chỉ đề cập 6 tên lửa hành trình KH-101 Nga phóng vào Ukraine đã bị đánh chặn kênh Telegram Chuka lớn nhất Ukraine với hơn 2,7 triệu người theo dõi đã đăng video cho thấy hàng loạt về sáng lao xuống thành phố Dnieper, mô tả đó là các đầu đạn của ICBM Nga đang tập kích mục tiêu. Nếu phía Nga xác nhận, đây có thể được xem như động thái gia tăng căng thẳng mới trong xung đột Ukraine diễn ra sau khi Kiev sử dụng tên lửa tầm xa TAC-MS của Mỹ và Storm Shadow của Anh tấn công vào lãnh thổ Nga. Các loại tên lửa ICBM có tầm bắn hàng ngàn km và có thể mang đa dạng loại đầu đạn. Moscow hiện chưa bình luận về thông tin phóng ICBM. Trước đó, Nga cáo buộc phương Tây gia tăng căng thẳng xung đột khi cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công đất Nga, khẳng định sẽ có động thái đáp trả. ICBM là tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 5.500 km, được thiết kế chủ yếu để tấn công mục tiêu chiến lược bằng một hoặc nhiều đầu đạn hạt nhân có sức công phá lớn. ICBM cũng có thể mang đầu đạn, nổ thông thường và vũ khí sinh hóa, nhưng các loại đầu đạn này chưa từng được triển khai trong thực tế. Các dòng ICBM đời đầu có độ chính xác thấp và thường chỉ dùng để tấn công mục tiêu cỡ lớn như đô thị. Tuy nhiên, các thế hệ ICBM mới nhất của Nga và Mỹ đã cải thiện đáng kể khả năng tấn công, cho phép nhắm vào những mục tiêu đơn lẻ với độ chính xác cao. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ nhau kể từ đầu xung đột. Giới chức Ukraine từng thừa nhận các cơ sở quốc phòng nằm trong số mục tiêu bị Nga tấn công, song thường không nêu chi tiết khi nhắc đến chúng. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc lực lượng trung đoàn tác chiến đặc quyền đã giành quyền kiểm soát khu vực Ilinka tại tỉnh Donetsk của Ukraine. Chiến thắng này được coi là một bước tiến chiến lược cùng cố thêm vị trí của Nga tại khu vực miền đông Ukraine trong bối cảnh xung đột tiếp tục gia tăng căng thẳng. Theo phía Nga, các hoạt động tấn công chủ động của lực lượng tập đoàn quân trung ương đã dẫn đến kết quả quan trọng này, nhấn mạnh sự kiên quyết của Moscow trong việc đạt được các mục tiêu quân sự. Cùng thời điểm, các lực lượng không quân tên lửa và pháo binh của Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu trọng yếu tại Ukraine. Các cơ sở như sân bay quân sự, kho chứa thiết bị bay không người lái UAV và các cơ sở năng lượng hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine đều bị nhắm đến. Nga khẳng định những cuộc không kích này nhằm làm suy yếu năng lực chiến đấu và khả năng hậu cần của đối phương, đồng thời tạo lợi thế trên chiến trường. Trong báo cáo chi tiết, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 141 UAV, 4 quả bom dẫn đường Hammer và một tên lửa Himars nhấn mạnh khả năng phòng thủ hiệu quả trước các đợt tấn công công nghệ cao từ Ukraine. Những nỗ lực này không chỉ nhằm bảo vệ vị trí chiến lược của Nga, mà còn gia tăng sức ép lên lực lượng phòng thủ của Kiev. Tình hình tại các khu vực khác cũng cho thấy sự áp đảo từ phía Nga. Nhóm tác chiến server hoạt động tại Kharkov đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine và gây thiệt hại lớn cho lữ đoàn tấn công đường không số 95 và lữ đoàn cơ giới số 22. Ở khu vực miền Đông, nhóm Zapad báo cáo thành công trong việc cải thiện vị trí chiến thuật và loại bỏ nhiều binh sĩ Ukraine cùng nhiều thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Tương tự, nhóm Vostok và nhóm Donetsk cũng thực hiện được các cuộc tấn công có mục tiêu làm suy yếu khả năng phản công của lực lượng Ukraine tại các khu vực Zaporizhia và Kherson. Đáng chú ý, việc Nga tấn công các cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine không chỉ nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ trước mắt, mà còn nhằm tạo ra áp lực lâu dài đối với hệ thống công nghiệp quân sự của Kiev. Từ các kho đạn dược, radar, đến các trạm tác chiến điện tử, Nga tiếp tục chọn lọc mục tiêu một cách chiến lược làm tăng thêm khó khăn cho Ukraine trong việc duy trì khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, Ukraine vẫn không từ bỏ nỗ lực phản công nhằm tái kiểm soát lãnh thổ. Các lực lượng nước này đang cố gắng tổ chức lại và triển khai chiến thuật mới để đối phó với các đợt tấn công của Nga. Dù vậy, với những tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị, tình hình giao tranh tại nhiều khu vực vẫn cho thấy sự bất lợi nghiêng về phía Kiev. Trong bối cảnh này, các chuyên gia nhận định việc Nga gia tăng các cuộc tấn công và kiểm soát thêm lãnh thổ sẽ tiếp tục làm phức tạp tình hình xung đột. Nguy cơ gia tăng căng thẳng không chỉ giới hạn trong biên giới Ukraine mà còn đe dọa ổn định an ninh khu vực. Những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đến nay vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng, khiến viễn cảnh một giải pháp hòa bình vẫn còn xa vời. Với việc kiểm soát được Ilinka và gia tăng sức ép trên nhiều mặt trận, Nga đã cho thấy sự quyết tâm duy trì ưu thế trong cuộc chiến kéo dài này. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ và tương lai của cuộc xung đột phụ thuộc rất nhiều vào cách họ định hình chiến lược trong thời gian tới. Trong khi đó, những tổn thất nặng nề từ cả hai phía tiếp tục làm gia tăng sự bất ổn, để lại những hậu quả lâu dài, không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn khu vực. Theo tờ The Kiev Independent, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healy đã từ chối xác nhận các báo cáo về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Phát biểu trước các thành viên quốc hội, ông Healy nói, trong những tuần gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong hành động và tuyên bố liên quan đến Ukraine và các hành động của Ukraine trên chiến trường đã tự nói lên tất cả. Ông nhấn mạnh, Chúng ta với tư cách là một quốc gia và một chính phủ đang tăng cường sự ủng hộ đối với Ukraine và quyết tâm làm nhiều hơn nữa. Trong khi đó, CNN đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng đã từ chối xác nhận hoặc phủ nhận việc Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Umerov nói, chúng tôi sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ đất nước, vì vậy chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết. Nhưng chúng tôi chỉ đơn giản nói rõ rằng chúng tôi có khả năng và có thể phản ứng. Ông cũng nói thêm rằng Ukraine sẽ tự vệ và chống trả bằng mọi phương tiện có sẵn. Thông tin về việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi hai quan chức Mỹ xác nhận Ukraine đã bắn tên lửa Atak vào một kho vũ khí của Nga ở Bryansk, phía bắc khu vực Kursk. Trước đây, Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow cho các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các lực lượng của Liên bang Nga, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ, bao gồm cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea, khu vực bị Liên bang Nga xâm nhập năm 2014. Trong một cuộc phỏng vấn mới với hãng tin Fox, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không thể công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào của nước này lọt vào tay Nga kể từ năm 2014. Người đứng đầu Kiev nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng giành lại kiểm soát bán đảo Crimea bằng các biện pháp ngoại giao vì không muốn để mất hàng chục nghìn sinh mạng vì mục tiêu này. Theo phân tích ngân sách quân sự Mỹ do Aerial Novosti thực hiện, Washington đã gửi đến Kiev các tên lửa Atak MS cũ Tên lửa Atak theo phân tích, không phải là công nghệ vũ khí tối tân nhất trong kho dự trữ của Mỹ. Quyết định gửi chúng đến Ukraine không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho lầu năm góc, bởi tên lửa này sẽ sớm trở nên lỗi thời, mà còn cho phép Mỹ tận dụng nguồn ngân sách để hiện đại hóa năng lực quân sự. Sputnik cũng thông tin, một số tên lửa Atak mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine đã không thể sử dụng được từ đầu năm 2015, đòi hỏi phải đầu tư tài chính đáng kể để khôi phục. Theo các báo cáo, trong năm tài chính 2016, quân đội Mỹ đã chi 30,1 triệu đô la Mỹ để nâng cấp 10 tên lửa loại này nhằm kéo dài thời gian phục vụ của chúng thêm 10 năm. Tuy nhiên đến năm 2025, theo tài liệu cho biết, những tên lửa này sẽ lại mất khả năng sử dụng. Từ năm tài chính 2016 đến năm 2021, quân đội Mỹ đã chi 1,22 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa 1.075 đơn vị vũ khí ATACMS. Thêm 240 tên lửa mới được mua vào năm 2020, nâng tổng số lên 1.575 tên lửa loại này tính đến tháng 3 năm 2023. Do ATACMS đã lỗi thời, nên quân đội Mỹ đang tích cực thay thế chúng bằng loại tên lửa tấn công chính xác PRSM hiện đại hơn. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc, 42 tên lửa PRSM đã được mua trong năm tài chính 2023, 110 quả vào năm 2024 và 230 quả được lên kế hoạch mua vào năm 2025. Quân đội Ukraine hiện nay về cơ bản đang ở thế phòng ngự bị động và có rất ít cơ hội phản công mệnh lệnh chỉ huy của họ bị gián đoạn và thông tin liên lạc thường xuyên bị hỏng. Trong khi quân đội Nga đang triệt để tận dụng ưu thế trên không để tiếp tục ném bom, khiến quân đội Ukraine không thể đánh trả. Mới đây, đoạn phim về quân đội Ukraine trú ẩn trong các vị trí trong vành đai rừng ở Ungovsky bị tấn công bằng bom chùm RBK-500 cho thấy, chỉ trong vòng 60 phút, 13 quả đạn nhiệt áp đã tấn công vào vị trí quân đội Ukraine. Đánh giá dựa trên các đoạn phim được cung cấp bởi các nguồn của Nga, hầu như không có ai còn sống ở đó. Đoạn video cho thấy rõ khói do các vụ nổ từ các quả đạn con bao phủ các vị trí của quân đội Ukraine đang ẩn nấp trong vành đai rừng. Sau những cuộc tấn công bằng bom chùm như vậy, các hoạt động tấn công vào các vị trí vành đai rừng của lính bộ binh và thiết giáp Nga sẽ dễ dàng hơn nhiều vì bom chùm đã góp phần làm tê liệt kháng cự của quân đội Ukraine. Hồi tháng 7, truyền thông Nga đã công bố một đoạn video và cho biết bốn quả bom chùm RBK-500 đã đồng loạt được thả xuống các mục tiêu quân sự của Ukraine trong khu vực diễn ra hoạt động quân sự. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Vụ tập kích đã dẫn đến tổn thất to lớn cho lực lượng Ukraine về nhân lực và khí tài quân sự. RBK-500 có trọng lượng khoảng 500 kg. Khi được kích nổ sẽ phát tán vô số đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn. Việc sử dụng bom chùm RBK-500 với mô đun cánh lượn UMPK của Nga đã bắt đầu cách đây đúng một năm, vào tháng 11 năm 2023. Khi các chuyên gia Nga đã hoàn thành mô đun này, biến loại bom chùm thả rơi tự do thành một quả bom lượn có điều khiển, có thể tấn công chính xác mục tiêu từ xa mà không phải bay vào khu vực có hỏa lực phòng không của Ukraine. Vũ khí này có sức công phá mạnh và gây áp lực tâm lý nặng nề cho quân đội Ukraine, khiến nhiều binh sĩ Ukraine hoảng sợ và không dám tiếp tục chiến đấu. Một số binh sĩ Ukraine nghe tin quân đội Nga sắp sử dụng bom để tấn công đã tự ý rút lui, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine. Trong một diễn biến đáng chú ý, mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ các lực lượng của Moscow hoạt động tại khu vực Kurakhov đã phá vỡ phòng tuyến của Ukraine một cách có hệ thống bằng một chiến thuật mà các thợ săn sói hay sử dụng. Chiến thuật này bao gồm các đơn vị tấn công của Nga sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ, sau đó, các nhóm này tiến hành bao vây kẻ địch rồi tấn công từ nhiều hướng. Đây là chiến thuật mà đối phương không có chỗ để cơ động. Bị cô lập và liên tục bị đẩy lùi từ tất cả mọi phía, các binh sĩ Ukraine cảm thấy không thể giữ vững được các vị trí của mình, bất kể họ được phòng thủ tốt đến đâu và họ thường lựa chọn đầu hàng thay vì kháng cự vô ích. Một đoạn video được cơ quan báo chí của lữ đoàn 63 của Ukraine công bố cho thấy Thiết bị tác chiến điện tử vô tuyến đã cứu một xe tăng của lữ đoàn này khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV. Chiếc xe tăng rất có thể là T-72, khi đó đang hoạt động trong khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Hành tung của nó đã được quan sát và có thể đã được chỉ đường bởi một máy bay không người lái dạng quadcopter của Ukraine. Hình ảnh sau đó ghi lại khoảnh khắc tiếp cận cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV do Nga chế tạo. Khi tiếp cận xe tăng Ukraine, chiếc FPV này đã bị mất liên lạc với người điều khiển, rơi xuống đất và phát nổ. Đại diện lữ đoàn 63 không nêu chi tiết thiết bị tác chiến điện tử EVK nào đã hạ cánh máy bay không người lái của đối phương. Có thể cho rằng đó là một tổ hợp phức tạp được tích hợp trên chính chiếc xe tăng này. Cần lưu ý thêm rằng công ty Covetus gần đây đã phát triển một khu gầm xe bán tải để tích hợp với hệ thống tác chiến điện tử AD Kraken U+ thế hệ mới. Với mục đích này, thiết bị EVK quần tay AD Kraken U+ mạnh mẽ nhất của công ty đã được chọn và điều chỉnh để lắp đặt trên nóc xe bán tải. Việc kiểm soát hệ thống và cung cấp điều kiện làm việc đã được hoàn chỉnh để duy trì năng lượng cho nó, một cục pin có dung lượng 300 Ah đã được lắp trong cốp xe. Hệ thống tác chiến điện tử nhỏ gọn này có khả năng chống lại máy bay không người lái, vẫn được dùng để thả đạn hay FPV cảm tử, các mẫu phổ thông như Mavic, Autel. Tác chiến điện tử được xem là yếu tố then chốt trong các cuộc xung đột trong tương lai và bằng chứng rõ ràng là những gì đang diễn ra trên chiến trường Ukraine. Các hệ thống tác chiến điện tử có nhiều kích thước và hình dạng, từ thiết bị bỏ túi, các mảng radar và máy thu phát gắn trên xe tải cho đến các hệ thống trên không hoặc tàu chiến. Trên chiến trường, các lực lượng tác chiến điện tử của Ukraine và Nga đã tạo ra nhiều cuộc đối đầu kịch tính, liên tục gây nhiễu các hệ thống của nhau. Không gian là môi trường hỗ trợ các hoạt động thông tin liên lạc, tình báo, giám sát, trình sát, dẫn đường và xác định mục tiêu. Trong môi trường ấy, cả Nga và Ukraine đều ra sức gây nhiễu các liên kết dữ liệu và tín hiệu định vị toàn cầu GPS. Xung đột Nga Ukraine chứng kiến lần đầu tiên các bên đưa máy bay không người lái vào sử dụng một số lượng lớn, do đó, gây nhiễu điện tử và vũ khí năng lượng định hướng đã được tận dụng tối đa khi xung đột nga ukraine chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết thì một điểm nóng khác một lần nữa cho thấy sự hữu hiệu của các hoạt động tác chiến điện tử Mới đây, tập đoàn Lockheed Martin cho biết trong quá trình thử nghiệm, hệ thống HIMARS đã phóng hai tên lửa PRSM và bắn trúng mục tiêu với sát số thấp. Điều này khẳng định độ chính xác và khả năng chiến đấu của hệ thống. Đại diện của Lockheed Martin cho biết, sau các cuộc thử nghiệm rằng, tên lửa đạn đạo chiến thuật PRSM đã thể hiện hiệu suất và độ tin cậy vượt trội tên lửa tấn công chính xác tầm xa thuộc thế hệ tiếp theo với tên gọi PRSM của quân đội Hoa Kỳ có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km. Do kích thước nhỏ gọn không giống như tên lửa Atak MS, mỗi xe mang phóng tự hành thuộc tổ hợp M270, MLRS và M142, HIMARS có thể chứa hai tên lửa PRSM thay vì chỉ một như Atak MS. Ngoài ra kiến trúc mở mang lại tiềm năng hiện đại hóa lớn. Quân đội Hoa Kỳ hiện đang xem xét hai phiên bản cải tiến của tên lửa bao gồm PRSM Increment với hai hệ thống dẫn đường đa chế độ, còn được gọi là tên lửa chống hạm chén đất liền LBASM và PRSM Increment 3 với đầu đạn tăng cường trong khi vẫn duy trì kích thước và tầm bay. Giới chuyên gia quân sự nhận định, nhờ các tính năng ưu việt, PRSM không chỉ đáp ứng nhu cầu của quân đội Mỹ mà còn là các gói nâng cấp và chuyển đổi của quân đội các quốc gia đồng minh đang sử dụng pháo phản lực M270, M142 do Mỹ phát triển Thiết kế của PRSM mới ở dạng mô đun hóa và vẫn sử dụng nền tảng xe phóng cũ giúp việc nâng cấp rất dễ dàng và nhanh chóng. Theo hãng chế tạo Lockheed Martin, tên lửa PRSM đáp ứng khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 60 tới 500 km trong phiên bản tiêu chuẩn và có thể tăng tầm ở các biến thể mới. Khả năng tấn công chính xác cao giúp PRSM tung các đòn tấn công hiệu quả vào các mục tiêu nằm sâu trong hậu tuyến đối phương như kho tàng, sở chỉ huy và các khí tài giá trị cao khác. Đây là yếu tố giúp tên lửa chiến thuật mới tăng sức hút trên thị trường vũ khí quốc tế cho các đối thủ tên lửa chiến thuật từ Nga và Trung Quốc. Khi so sánh với tổ hợp Iskander của Nga, thông số kỹ thuật của PRSM không hề thua kém. Dự kiến PRSM sẽ thay thế toàn bộ MGM-140 Attack MS. Loại tên lửa ngày nay vẫn là phương tiện chính để đánh bại lực lượng mặt đất ở độ sâu chiến thuật của chiến trường. Vũ khí mới có thể sẽ mang lại tầm sát thương lớn hơn khi sử dụng các bệ phóng hiện có. Vào tháng 6, Mỹ đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn PRSM chống lại mục tiêu di chuyển trên mặt nước, cho thấy tiềm năng đặc biệt của vũ khí mới. Vừa qua, 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã chính thức ký ý định thư về việc tăng cường hợp tác và cùng nhau chia sẻ chi phí phát triển các hệ thống phòng thủ chung. Dự án mới của EU thu hút sự tham gia của 18 quốc gia thành viên, tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng không cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu ông Paweł Kosawary Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định. Chúng ta đang nói về tất cả các khả năng, cụ thể là hệ thống chống tên lửa và hệ thống chống máy bay không người lái. Bởi lợi thế trên không là điều quyết định kết quả của cuộc xung đột cũng như tăng cường khả năng chiến thắng. Cơ quan Quốc phòng châu Âu, EDA cho biết, trong bốn lĩnh vực được đề xuất, lĩnh vực phòng thủ tên lửa và phòng không tích cực thu hút sự quan tâm lớn nhất từ các quốc gia thành viên EU. Tác chiến điện tử thu hút sự tham gia của 14 quốc gia trong khi đạn nổi là 17 quốc gia và tàu chiến hệ thống mới là 7 quốc gia. Đồng thời, EDA cũng thừa nhận EU thiếu khả năng phòng không cũng như phòng thủ tên lửa bởi châu Âu chưa sở hữu những công nghệ mới được sử dụng gần đây trong lĩnh vực này. Ông Stefano Giám đốc Năng lực, Vũ khí và Kế hoạch CAP của EDA cho biết, dự án này sẽ đem lại nhiều lợi ích thực tế cho châu Âu. Hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp bao gồm nhiều lĩnh vực đa dạng và phức tạp. Điều này liên quan mật thiết đến việc phát triển các công nghệ mới, vì vậy, đây là một động lực lớn cho nền kinh tế của chúng ta. Không chỉ riêng các ngành công nghiệp hàng đầu, mà còn bao gồm cả các doanh nghiệp nghiên cứu vừa và nhỏ. EDA nhấn mạnh dự án mới sẽ giúp các quốc gia thành viên EU tập trung nguồn lực để cùng nhau phát triển các công nghệ mới thay vì lãng phí tài chính khi bị trùng lập nghiên cứu riêng lẻ. Trong báo cáo mới nhất, EDA ghi nhận chi tiêu quốc phòng của EU dự kiến sẽ đạt mức 326 tỷ euro, 344 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, tương đương 1,9% GDP của khối tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021, thời điểm trước khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Con số này cho thấy các quốc gia thành viên đã tiến gần hơn đến mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP theo yêu cầu của NATO. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ mức tăng trưởng chi tiêu quốc phòng hiện tại của châu Âu là không đủ để trang bị cho lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên trước nguy cơ chiến tranh cường độ cao. Vì vậy, các quốc gia khối 27 cần nỗ lực hơn nữa trong việc gia tăng kinh phí quốc phòng và cùng nhau nỗ lực nghiên cứu các công nghệ mới. Nhóm chuyển giao của tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực buộc các thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ các đề cử gây tranh cãi như lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, lầu năm góc và các cơ quan quan trọng khác. Báo The Hill dẫn lời các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa GOP cho biết, Phó tổng thống mới đắc cử James David Vance đang dẫn đầu nỗ lực củng cố sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ GOP đang dao động. Những người hoàn toàn bất ngờ trước những lựa chọn thành viên nội các gây tranh cãi nhất của ông Donald Trump, chẳng hạn như đề cử cựu hạ nghị sĩ Matt Gaetz làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp và chính khách chống vaccine Robert Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Một nguồn tin hiểu rõ các kế hoạch của ông Vance nói, Phó tướng của ông Trump sẽ bắt đầu sắp xếp các cuộc họp trong tuần này giữa các thượng nghị sĩ GOP chủ chốt và ông Gates. Ông Vance cũng sẽ sắp xếp các cuộc họp giữa các thượng nghị sĩ GOP và Peter Hexes, người được ông Trump chọn làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ông Hexes là cựu thiếu tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của bang Minnesota và đang dẫn chương trình cho hãng thông tấn Fox theo một nhà lập pháp GOP yêu cầu giấu tên. Phó tổng thống mới đắc cử đang thực hiện rất nhiều hoạt động vận động hành lang sau hậu trường tại thượng viện. Tôi nghĩ ông ấy đã làm việc với toàn bộ ủy ban tư pháp và đang gọi điện cho mọi người cố gắng nắm bắt tình hình. Chính khách ẩn danh lưu ý, ông Vance đang thúc giục các thượng nghị sĩ GOP cho bộ đôi Gates và Kennedy một cơ hội hoặc ít nhất là lắng nghe họ trước khi đưa ra phát biểu công khai về năng lực để đảm nhiệm chức vụ của họ. Một số thượng nghị sĩ GOP tiết lộ đang cảm thấy áp lực ngày càng tăng với việc phải ủng hộ những nhân vật được ông Trump đề cử. Trong khi đó, hàng nghìn người di cư từ Trung và Nam Mỹ đang thực hiện hành trình gian nan về phía bắc, hướng đến biên giới Mỹ trong bối cảnh chính trị tại nước này chuẩn bị có sự thay đổi lớn. Với việc ông Donald Trump vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, nhiều người đã lo ngại các chính sách nhập cư sẽ trở nên khắt khe hơn sau khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Điều này đã tạo nên một làn sóng di cư mạnh mẽ, đặc biệt là các đoàn di cư xuất phát từ miền Nam Mexico, nơi mà sự nghèo đói và bất ổn đã buộc họ phải tìm kiếm cơ hội mới tại thành phố Tapachula, nằm gần biên giới với Guatemala, khoảng 1.500 người đã tập hợp thành đoàn di cư và bắt đầu cuộc hành trình đổ bộ về phía Bắc. Những người di cư này bao gồm cả trẻ nhỏ đã chọn hình thức di chuyển tập thể vì nó mang lại sự an toàn. Tuy nhiên, con đường phía trước của họ không hề dễ dàng. Đoàn người phải vượt qua hơn 1.100 dặm, tương đương với 1.780 km đầy nguy hiểm với cái nóng thiêu đốt trong tình trạng mất nước liên tục và các hiểm họa từ các băng đảng ma túy. Các băng nhóm này kiểm soát nhiều tuyến đường, buộc người di cư phải trả phí hoặc đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc và tra tấn để đòi tiền chuộc từ gia đình. Bất chấp những khó khăn, họ vẫn tiếp tục hành trình, nhiều người mang trong mình hy vọng mong manh về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Don Buckingham, thành viên Đảng Cộng Hòa và lãnh đạo Văn phòng Quản lý đất Tây Texas, gửi thư cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, khẳng định cơ quan của bà hoàn toàn sẵn sàng hợp tác với chính quyền liên bang thực thi chính sách nhập cư mới, đặc biệt là trục xuất người nhập cư bất hợp pháp hoặc không có giấy tờ bà Buckingham đề xuất ông Trump sử dụng mảnh đất ở Hartstark có tổng diện tích hơn 560 ha và cách thành phố Mark Allen khoảng 55 km, làm địa điểm xây dựng trung tâm xử lý, tạm giữ và điều phối chiến dịch trục xuất tội phạm bạo lực với quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Bà cho hay, tôi sẽ sát cánh cùng Tổng thống Donald Trump bảo vệ các gia đình Mỹ. Tôi cam kết sử dụng mọi phương án trong quyền hạn để đảm bảo an ninh toàn diện ở biên giới. Theo truyền thông địa phương, mảnh đất ở Hastar là đất nông nghiệp không có đường nhựa kết nối giao thông và chỉ có một bệnh viện địa phương gần đó. Chính quyền bàn Tây từng lập kế hoạch xây dựng hàng rào biên giới ở khu vực này, nhưng chủ đất không hợp tác. Văn phòng quản lý đất Tây đã đạt được thỏa thuận mua lại mảnh đất vào tháng trước với số tiền không được tiết lộ. Trước đó, ông Trump đã xác nhận một bài đăng trên mạng xã hội Trust Social rằng ông có kế hoạch bàn bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về an ninh biên giới, đồng thời sử dụng quân đội để tiến hành trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích chính sách hoài nghi liệu ông Trump sẽ triển khai kế hoạch này như thế nào. Vì luật pháp Mỹ quy định, quân đội bị cấm tham gia các hoạt động thực thi pháp luật trong nước. Trước thông tin trên, cựu lãnh đạo cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, ICE, Tom Harmon, nhân vật vừa được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí ông trùm biên giới phụ trách vấn đề nhập cư, đã nêu rõ vai trò của lực lượng quân đội trong kế hoạch này. Cụ thể, ông Homan cho biết quân đội đóng vai trò như một nhân tố tăng cường sức mạnh cho các vụ trục xuất. Lực lượng này sẽ được triển khai đến những khu vực cần sự giúp đỡ của họ để các nguồn lực khác tập trung vào nhiệm vụ chính. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, quân đội sẽ không thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thực thi pháp luật. Nói cách khác, quân đội sẽ không trực tiếp thực hiện các vụ bắt giữ. Trong khi đó, các nhiệm vụ cần đến thẩm quyền di trú sẽ do nhân viên ICE thực hiện. Trong bài xã luận trên tờ Wall Street Journal, các doanh nhân Elon Musk và Vivek Ramaswamy đưa ra kế hoạch cắt giảm hàng loạt với chính phủ Mỹ. Mosk và Ramaswamy sẽ đứng đầu một ban cố vấn về hiệu suất chính phủ DOGE trong chính quyền Trump 2.0. Hai chúng tôi sẽ tư vấn cho DOGE để theo đuổi ba loại cải cách chính, bãi bỏ quy định, cắt giảm hành chính và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi sẽ tập trung đặc biệt vào việc thúc đẩy thay đổi thông qua hành động điều hành dựa trên luật hiện hành thay vì thông qua luật mới. Họ lập luận rằng việc cắt giảm các quy định sẽ dẫn đến tỷ lệ cắt giảm tương ứng đối với lực lượng lao động của chính phủ. Hai người viết trong bài xã luận việc cắt giảm mạnh các quy định liên bang cung cấp logic hợp lý cho việc cắt giảm biên chế hàng loạt trên toàn bộ bộ máy quản liêu liên bang. Đối với các biện pháp bảo vệ có khả năng ngăn ông Trump sa thải công chức liên bang, ông Musk và ông Ramaswamy cho rằng, mục đích của các biện pháp này là bảo vệ nhân viên khỏi sự trả đũa chính trị, nhưng luật cho phép giảm biên chế mà không nhắm vào những nhân vật cụ thể. Luật này trao thêm quyền cho Tổng thống quy định các quy tắc quản lý, quyền hạn đó rất rộng. Theo Reuters, các công chức chính phủ Mỹ đang huy động lực lượng trước nguy cơ cắt giảm hàng loạt. Họ được cho là thuê luật sư và chuẩn bị các chiến dịch công khai, đồng thời hy vọng quốc hội sẽ vào cuộc. Bài xã luận dường như muốn giải quyết sự hoài nghi về khả năng thay đổi của ông Musk và ông Ramaswamy. Là một ủy ban bên ngoài chính phủ, họ sẽ bị giới hạn ở năng lực cố vấn, nghĩa là ủy ban có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại từ bên trong nhánh hành pháp cũng như quốc hội, các chuyên gia nói với The Hill tuy nhiên mối quan hệ thân thiết của ông musk với tổng thống đắc cử có thể có ảnh hưởng giám đốc điều hành của tesla và spacex đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch của ông trump đóng góp hàng triệu đô la mỹ cho nhóm hành động chính trị pac ủng hộ ông kể từ chiến thắng quyết định của ông trump trước phó tổng thống harris vào đầu tháng này ông chùm công nghệ tỷ phú như hình với bóng cùng tổng thống đắc cử ông cũng được nhắc đến trong bài phát biểu chiến thắng của ông trump tỷ phú Musk cũng dành phần lớn thời gian của mình tại khu nghỉ dưỡng Palm Beach, Florida trong hai tuần qua, được cho là để cân nhắc các lựa chọn nội các của ông Trump và tham dự các cuộc họp, bao gồm cả các cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới. CNN đưa tin, Ủy ban Đạo đức Hạ viện vừa bầu phiếu để ngăn chặn công bố kết quả điều tra đối với cựu hạ nghị sĩ Matt bất chấp nỗ lực công khai của phe Dân Chủ. Ông Gaetz bị nghi liên quan về bê bối tình dục, và việc bổ nhiệm ông làm bộ trưởng tư pháp trong chính quyền sắp tới đã gây phản đối mạnh mẽ từ đảng dân chủ lẫn một số thành viên của đảng cộng hòa. Các nhà lãnh đạo đảng cộng hòa tại hạ viện đã bảo vệ ông Gates, cho rằng ông không còn là thành viên của cơ quan lập pháp này nên hạ viện không thể tiếp tục điều tra hay công bố thông tin liên quan. Ông Gates được cho là đã từ chức hạ nghị sĩ ngay trước khi kết quả điều tra được công bố. Ông Matt Gates sẽ phải đối diện với phiên điều trần tại thượng viện Mỹ để được phê chuẩn làm bộ trưởng tư pháp. Mặc dù đảng cộng hòa sẽ kiểm soát viện lập pháp này trong khóa tới, nhưng sức ép được cho là đang gia tăng nhằm kêu gọi công bố báo cáo để các thượng nghị sĩ xem xét hạ nghị sĩ sincaten của đảng dân chủ tuyên bố sẽ đưa ra nghị quyết đặc quyền nhằm bắt buộc công bố báo cáo trên theo cnn bất kỳ thành viên hạ viện nào cũng có thể nộp nghị quyết đặc quyền khi cho rằng nó liên quan danh dự và tính toàn vẹn của hạ viện tuy nhiên để đến được bước bỏ phiếu tại hạ viện đề nghị cần phải đi qua những thủ tục phức tạp hạ nghị sĩ dân chủ steven cohen cũng nói về cách sẽ tìm công bố báo cáo thông qua một cuộc bỏ phiếu tại hạ viện các nghị sĩ Cộng hòa được cho là sẽ cản trở việc này. Kể từ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, ông Trump đã nhanh chóng bắt tay vào việc lựa chọn những vị trí chủ chốt cho chính quyền tương lai. Quyết định gây ngỡ ngàng và chia rẽ nhất là khi ông Trump công bố quyết định chọn ông Gaetz đến từ bang Florida làm bộ trưởng tư pháp. Có nhiều lý do khiến người ta xôn xao bởi ông Gaetz, 42 tuổi, chưa từng làm việc tại Bộ Tư pháp hoặc làm công tố viên ở bất kỳ cấp chính quyền nào. Ông Gaetz cũng từng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra trong gần 3 năm vì cáo buộc mua bán tình dục liên quan đến một cô gái 17 tuổi và những cáo buộc khác. Vừa qua, khi được hỏi ông có đang xem xét lại việc đề cử nhân vật nhiều tranh cãi như hạng nghị sĩ GS hay không, ông Trump trả lời dứt khoát, không. Tổng thống đắc cử cũng tin tưởng ông GS sẽ chấm dứt chính phủ vũ trang, bảo vệ biên giới của chúng ta, xóa sổ các tổ chức tội phạm và khôi phục niềm tin và sự tin tưởng đã bị phá vỡ nghiêm trọng của người Mỹ và Bộ Tư pháp. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn luật sư Matthew Whitaker làm đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Động thái cho thấy rõ tiêu chí của ông Trump khi lựa chọn một người trung thành, dù ít kinh nghiệm về chính sách đối ngoại cho một trong những vị trí đại sứ có thể là quan trọng nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Trong một tuyên bố, ông Trump nêu rõ, ông Matthew Whitaker là một chiến binh mạnh mẽ và là một người yêu nước trung thành, người sẽ đảm bảo rằng lợi ích của nước Mỹ sẽ được thúc đẩy và bảo vệ. Ông Matt sẽ củng cố mối quan hệ với các đồng minh NATO của chúng ta và kiên định trước các mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định ông Matthew Whitaker, 55 tuổi, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp tạm quyền trong 3 tháng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, đã tích cực tham gia viện chính sách nước Mỹ trước tiên, một nhóm nghiên cứu thiên hữu đang nỗ lực định hình chính sách cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Theo các chuyên gia, vai trò của đại sứ Mỹ tại NATO là rất quan trọng, không chỉ trong việc đại diện cho nước Mỹ mà còn trong việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đồng minh. Ông Matthew Whitaker sẽ phải xây dựng uy tín và lòng tin với các đồng minh. Điều này đòi hỏi ông phải chứng tỏ rằng mình có khả năng đại diện cho các quyết sách của Washington. Theo Reuters, việc chọn ông Whiteaker là ví dụ mới nhất về việc ông Donald Trump chọn những người trung thành thay vì có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại cho một trong những vị trí đại sứ có thể là cấp cao nhất trong chính quyền Mỹ sắp tới. Nếu được thượng viện Mỹ xác nhận, ông Whiteaker sẽ lãnh đạo phái bộ Mỹ tại NATO trong giai đoạn liên minh này đang đối mặt với một trong những thách thức khó khăn nhất, đó là làm thế nào để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông Whiteaker cũng có khả năng được giao nhiệm vụ tăng cường áp lực lên các quốc gia trong liên minh để tăng chi tiêu quốc phòng. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump cũng chỉ ra rằng ông sẽ chỉ tuân thủ cam kết phòng thủ chung của NATO đối với các quốc gia đóng góp đủ ngân sách quốc phòng hàng năm. Ngoài việc bổ nhiệm các nhân sự sẽ phục vụ trong chính quyền mới, việc ông Donald Trump chuẩn bị trở thành tổng thống Mỹ cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cam kết sẽ bãi bỏ lệnh hành pháp nguy hiểm của tổng thống Joe Biden, làm cản trở đổi mới AI và áp đặt những ý tưởng cực đoan lên sự phát triển của công nghệ này. Ngành công nghiệp công nghệ bao gồm các công ty lớn như Amazon, Google, Meta và Microsoft, chủ yếu ủng hộ cách tiếp cận an toàn AI của chính quyền ông Biden, với trọng tâm là thiết lập các tiêu chuẩn tự nguyện. Trong hồi ký của mình, với trích đoạn vừa được đăng trên tuần báo Đức, Die Zeit, cựu thủ tướng Đức Angela Merkel đã kể chi tiết về những khó khăn mà bà gặp phải khi làm việc với ông Trump, người mà bà đánh giá là ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo độc đoán. Bà Merkel viết trong cuốn sách ông ấy nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn của một doanh nhân bất động sản trước khi bước vào chính trường. Mỗi lô đất chỉ có thể được bán một lần và nếu ông ấy không mua được thì người khác sẽ mua. Đó là cách ông ấy nhìn nhận thế giới. Khi bà Merkel hỏi về cách đối phó với những người có quan điểm khác biệt cơ bản, giáo hoàng Francis ngay lập tức hiểu rằng bà đang ám chỉ đến ông Trump và ý định rút khỏi các thỏa thuận về khí hậu. Bà Merkel kể lại lời giáo hoàng khi đó, uốn cong nhưng đảm bảo là không gãy. Nguồn tin Reuters cho hay, sau khi ông Trump tái đắc cử, đội ngũ ông đã chuẩn bị các xác lệnh và tuyên bố hành pháp để Mỹ một lần nữa rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Mỹ gia nhập Hiệp định này vào năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Vào năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã từng rút khỏi Hiệp định này trước khi Tổng thống Joe Biden tái gia nhập. Ngoài kế hoạch này, các cố vấn chính sách của ông cũng đang đề xuất đưa Mỹ ra khỏi Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu mà Thượng viện đã phê chuẩn vào năm 1992. Từ trước đến nay, ông Trump duy trì quan điểm nhất quán rằng biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp. Ông còn vì vấn đề này là tưởng tượng, không tồn tại hay một loại thuế rất tốn kém. Trong quá trình vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, ông gọi đó là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất mọi thời đại. Trong khi phần lớn thế giới lo lắng về việc ông Trump trở thành tổng thống, thái độ điềm tĩnh của bà McCain và cách bà đề cao các giá trị khiến một số người gọi bà là nhà lãnh đạo thực sự của thế giới tự do, biệt danh thường dành cho các tổng thống Mỹ. Cuốn hồi ký tự đề tự do, ký ức năm 1954 2021, được viết trước khi ông Trump tái đắc cử, trong đó bày tỏ hy vọng chân thành rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ của mình trong cuộc bầu cử năm nay.